Sao thấy tao bỏ chạy mày? Sao thấy con mày bỏ chạy mày? Dạ, tại vì em cũng biết anh là công an mà. Không phải tụi mày cố ý không biết rồi bỏ chạy hả? Lục xét tụi nó. Đứng yên mày. Cái gì đây? Hả? Cái ra mày. Cái này cái gì đây? Dạ. Mày giấu hàng hả mày? Hết rồi anh. Tụi bây dần chuyển số hàng lớn lắm mà. Để nó ở đâu? Không, không còn anh ơi. Lục xoát người nó coi. Lục xét kỹ nó coi. Mở cốp xe ra mày. Nhanh mày. Nhanh mày. Dạ. Đi mày. Cái gì đây? Gọi nữa không? Dạ. Hả? Cái gì đây mày? Chối hả mày? Nguy hiểm lắm. Đứng vô. Để tao. Hai đứa kia chạy đi. Chạy nha. Anh Lý đang chạy tụi bay đó. Chạy đi. Nó lại vậy, tao không biết nữa. Trời ơi, không còn lời lẽ nào nói tụi bay nữa, không đánh không được mà. Trời ơi. Ngu, ngu, ngu gì mà ngu như con bò. Hết chuyện dắt nguyên đám của mày tới đây, mày chạy xong hả? Hả? Nhị, nhị. Ông bu ra coi, tụi đang xử tụi nó, ông xí vô tụi đánh luôn ông bây giờ. Nhị. Anh ơi. Thôi đi mà, tụi nó ôm hàng về tới đây, coi như là tụi nó chuộc lỗi rồi. Bỏ qua cho tụi nó đi. Nếu anh Kỳ không đi ngang qua, thì tụi bay chết chắc rồi đó. Tụi bay nghe chưa? Ngu như, ngu như bò, ngu như bò. Nhị. Anh Lý đang đợi anh nãy giờ. Tao biết rồi, tha cho tụi nó đi. Tụi biết tôi làm cái gì mà. Tụi bay bị lộ đến nỗi công an biết mặt rượt theo, làm sao anh Lý giữ lại đây hành nghề? Hỡi là lần này A Lý xử lý, nếu như ông Hùng xử lý là tụi bay không còn cái đầu nữa rồi. Không còn cái đầu. Không còn cái đầu để đổ nó. Đúng là cái đầu bò mà. Giờ chỉ có nước theo ông Hào làm củ vàng ở biên giới giao hàng. Mày nhìn cái gì vậy? Mày đứng nhìn cái gì vậy? Chắc tụi nó đi gặp ông Hào đi. Dạ. Đứng dậy mày. Dạ. Ngu nè. Đi. Dạ chào anh. Chào anh. Chào đại ca.
Rốt cuộc anh gọi em tới có chuyện gì vậy? Ông Hùng thượng long cho mày 20 chai vì là cu lấy hàng. Thời buổi hiện đại, đến nỗi bây giờ giang hồ cũng không cần xài tiền mặt nữa hả? Từ lúc bà Diệu Hồng về Việt Nam thì mọi chuyện dễ dàng hơn, khỏi ôm các cọc tiền chạy tới chạy lui. Nhưng mà em xài cái này sợ bị lỗ không? Mày khỏi phải lo, bà có công ty chính danh, mua mấy cái thẻ quà tặng lại công ty lứng tên, người dùng có trời mà biết lượng. Quan trọng là công ty bà chuyển tiền vào, chịu trách nhiệm. Cảm ơn anh. Anh gọi em tới có chuyện gì vậy? Thăng chức cho mày. Ông Trùng sắp về Việt Nam hả? Không hẳn. Nhưng ông Trùng ông kêu mày làm tài xế riêng cho vợ chồng bà Hồng. Vậy mà anh cũng nói nữa. Sao vậy? Sao mặt mày yếu xìu vậy? Công việc lại an nhàn và dễ kiếm tiền hơn công việc mày đang làm á. Anh cũng biết rồi đó. Em muốn làm việc trực tiếp cho ông Trùm, muốn được giao trọng trách, để có nhiều đất hơn mà phô diễn bản thân mình. Công việc lại cũng lâu quá dễ, không phải ai cũng lựa chọn cho công việc này lâu. Nhưng anh cũng biết em rồi đó, cái kiểu ngồi mát ăn bát vàng không hợp với con người của em. Mày là theo tụi tao bấy lâu nay, là lên lúc mày phải nghỉ ngơi. Với lại công việc lại không đơn giản như mày nghĩ đâu. Có nghĩa là em không được quyền từ chối đúng không? Nhất ngôn cửu lĩnh, phải làm theo thôi. Cứ tạm thời biết như vậy đi đã. Em xin lỗi, để em kiếm cái gì đó mang lại cho anh. Khùng hả? Chảy máu còn cười. Chuyện nhỏ thôi mà. Thấy chưa, thấy chưa? Vậy mà còn nói là chuyện nhỏ. Nè, lần sau đừng có hù em nữa, thì em sẽ không có đập vô đầu. Nhưng mà chưa? Bây giờ em bạo lực hơn trước rất nhiều đó. Tại bây giờ gặp toàn là cái bọn du đảng không à. Thời thế bây giờ thay đổi rồi, phức tạp lắm. Được rồi đó. Nè, sao hôm nay nhìn em mệt mỏi quá vậy? Nói anh nghe coi. Bao lâu rồi anh mới về thăm em? Cũng lâu rồi đó. Anh nhớ em thiệt đó. Sao vậy? Anh muốn hỏi em chuyện gì? Anh nhớ em thiệt mà. Em biết, nhưng mà cái đó không có đủ mạnh để anh bỏ hết công việc về đây thăm em giữa đêm khuya như thế này. Đau. Em chỉ muốn nói là em yêu anh, em rất yêu anh. Anh cũng biết điều đó mà. Cho nên anh muốn hỏi gì thì anh cứ hỏi đại ra đi. Nếu em biết thì em sẽ trả lời. Thực ra thì ở lý điều anh về làm tài xế cho Trí Tài và bà Diệu Hồng. Anh không từ chối được. Vậy cũng tốt mà. Anh cứ qua làm đi. Tốt cái gì? Ngay cả bản thân em cũng nói vậy à? Có vẻ như là đại ca Hùng bây giờ đã quá mạnh trong bóng tối, cho nên là bây giờ ổng muốn dương ra ngoài ánh sáng. Đó cũng là một cách công khai tao là ông Trùm thôi mà. Đang đường đường chính chính dắt quân đi đánh trận, bây giờ về làm con chó canh giữ cho bà Hồng vậy đó hả? Có sao đâu. Tiền nhiều, công việc nhàn hạ, anh còn muốn cái gì nữa? Anh không thích. Anh muốn làm việc trực tiếp với đại ca.
Nếu mà anh muốn trực tiếp làm việc với đại ca thì anh càng phải làm việc với bà Hồng trước. Tại vì em tin chắc là đại ca đang ở đâu đó xung quanh bả thôi. Ý em là sao? Em chỉ biết có vậy thôi. Mày, nhưng mà mày cũng phải biết tạo lòng tin cho vợ chồng lại. Chuyện đó anh khỏi lo. Mày đừng có chủ quan. Nhà này cho dữ lắm, không biết ông Kim lâu dài mày còn cho. Vừa trung thành vừa dữ tợn, nhất là lánh hơi mấy thằng công an rất lẹ. Nó cắn chết mấy thằng rồi đó. Anh đang so sánh em với chó đó hả? Không, nhưng lùi cho có lợi trước mắt là vậy. Nhưng không biết lúc nào nó lội liền cắn lại chủ mình. Bởi vậy mới gọi tụi nó là chó. Làm gì thì làm, nhớ làm cho tốt. Lần có phụ lòng thần anh này là tín nhiệm tiến cử mày đó. Điều đó còn tùy thuộc vào xem em có phù hợp với họ nữa hay không anh à. Mày lỗi cân liên rồi đó. Tùy vào năng lực của cậu mà lên cao bao nhiêu. Chỉ cần cậu lên tiếng thì tiền bạc, gái gú, ma túy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ông Trùm nói là phải tận dụng tài năng của Kiệt, nên em lừa nó sang chỗ anh chị. Mày là cảnh sát chìm hả? Anh lo hả? Không lẽ là mày? Chỉ khi nào gặp công an, cảnh sát chìm thì cháu của tao mới sủa như vậy. Thôi, thôi, đủ rồi. Mày làm cái gì vậy? Tôi nói cho ông biết, tôi biết nhất là bị nghi ngờ này nọ. Bình thường tôi bắn không lũng sọ thì cũng xuyên tim. Ở ló mà còn làm càng nữa. Mày còn không mau bỏ súng xuống. Bỏ xuống ly. Sao mày nói đầu óc của nó sáng suốt lắm mà? Hả? Anh à, nó rất là thông minh, nhưng có chút vấn đề về lòng tự trọng. Nó là giang hồ gốc, mà anh kêu nó là cảnh sát chìm, nó lỗi liền là lúng dội. Đi về đi anh, em không làm việc với ai nghi ngờ đâu. Em lần của Long, mong anh chị thông cảm. Xem ra cậu ta không thích công việc này. Nó thích giận lộn hơn là làm mấy chuyện đơn giản. Công việc này không hề đơn giản. Bởi vậy từ trước đến giờ chúng tôi chưa tuyển chọn được ai. Có nghĩa là ngoài việc đưa đón bà chị, nó phải làm trách theo chuyện công việc khác à? Tài xế chỉ là vỏ bọc thôi. Chúng tôi cần một đôi mắt tinh tường để ý xung quanh khi chúng tôi bận tiếp đối tác, và cần một người tin tưởng luôn chuyển tiền bạc từ khắp nơi đổ về. Công việc lại không hề đơn giản. Phải, nếu đơn giản thì đâu cần A Lý tiến cử đâu. Như vậy thì tôi lễ Kiệt ở đây. Anh em có cần gì thì cứ liên lạc với nhau. Một khi đã dùng người thì phải tin người. Để coi tao tin mày được tới cỡ nào. Vậy là cậu chịu làm việc với chúng tôi rồi nha. Nhưng mà nhập gia phải tùy tục. Nếu cậu có bạn bè gái gú thì cứ tiếp đãi ở khu vực phía Tây, cấm không được sang đây. Vậy là anh chị chịu nhận nó giỏi phải không? Cô muối, dẫn cậu Kiệt lên phòng. Cảm ơn ông bà. Có gì em alo anh. Anh chị thấy lo thế nào? Cứ hỏi bà Đầm này đi, tôi không có ý kiến. Tôi thấy cũng được. Ông Chụp có nhắn gửi gì cho tôi không? Không, nhưng tôi đang hợp thức hóa căn biệt thự ở Bali để thưởng cho cậu. Có lẽ vợ con tôi lứng tên như trước. Trước đây á,
cả cái khu mấy chục ngàn mét này hoang tàn lắm. Nhưng nhờ có bà Hồng về nên nó bề thế như vậy. Có điều dân đây cũng ít biết, vì khu này á rất là hẻo lánh. Vậy à? Ủa, khu này sống yếu vậy hả cụ? Bị làm nhiễu đó. Cậu nên xài cái sim ông bà chủ mới đưa cho. Cảm ơn cụ. Tôi không dám nhiều lời với cậu, nhưng ban đêm á, cậu nên hạn chế ra ngoài. Cậu biết rồi. À, nếu cậu là tài xế của bà á, thì sáng mai cậu phải dậy sớm để đưa bà vào thành phố. Khoảng mấy giờ thì dậy? 6 giờ. Tôi sẽ cho người mang đồ ăn sáng đến phòng cho cậu trước lúc đó. Cảm ơn cụ. Em thấy đó có vẻ hợp với anh đó. Hợp gì mà hợp? Khắc tinh thì có. Bậy, nó bậy nữa rồi. Chứ không phải hả? Ngày đầu tiên ra mắt, nó dám chĩa súng bắn thẳng vào mặt anh. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ, em mới thấy một màn ra mắt với đại ca hoành tráng như vậy đó. Mẹ, trong lịch sử giang hồ cũng không có nữa. Nó tưởng nó lại, ngon lắm hả? Thì bởi vậy em mừng, vì mình tìm được đúng người. Chứ ai có bản lĩnh như nó đâu anh. Nếu không phải diễn cho trọn cái lớp doanh nhân thành đạt trí tài, là nó biết tay anh. Anh định làm gì vậy? Lôi nó ra đáp cho một trận. Sao vậy? Nó dám cư xử với chủ nó như vậy hả? Thôi được rồi, bỏ qua đi mà. Dù sao mình cũng coi thử coi nó hợp với mình không. Chứ anh cứ khó tính vậy hoài, mai mốt tụi nó bỏ đi hết á, không có ai làm cho anh. Lúc đó đừng có khóc em ơi em à nha. Đừng có mơ. Cứ để nó làm tay chân cho em đi. Còn em, làm tay chân cho anh. Bởi vì ông Trùm chỉ cần cái đầu thôi đúng không? Cậu có biết nữ minh tinh nào nổi tiếng nhất Việt Nam không? Tôi không biết. Đây nè, diễn viên Mỹ Hằng. Vấn đề này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Cậu cần phải biết, bởi vì nó sẽ là đối tác lâu dài của chúng ta. Lát nữa đây tôi sẽ gặp nó để đầu tư tiền cho nó mở công ty. À, mà theo cậu, bây giờ mở công ty kinh doanh gì là lời nhất? Cái đó thì cũng tùy. Buôn hàng nông sản, kinh doanh bất động sản, sàn chứng khoán hoặc công ty truyền thông. Hàng nông sản bây giờ khó lời lắm. Bất động sản thì đang nằm bất động. Còn kinh doanh chứng khoán thì phải chứng minh nhiều thứ lắm. Chỉ có truyền thông là ngon nhất. Như vậy là bà muốn mở công ty truyền thông à? Không, nhưng mà mỗi năm á, tôi sẽ cho cô em này 500 ngàn đô để cổ tạo chứng từ, lời 1,5 triệu. Như vậy cô ấy sẽ làm một cái máy giặt tiền cho bà. Phải, cô ta kêu là cô ta có quen biết với giới chính trị gia, nhưng mà chỉ có điều là hơi nổ. Như vậy thì tốt cho bà rồi. Cũng chưa chắc. Tôi cần một người thông minh kín đáo, ít kẻ thù thì mới làm ăn lâu dài được. Chị tin ở em đi, chị cứ yên tâm. Mấy cái chuyện mà thuộc về báo chí á, là chuyên môn của em mà. Em chắc chắn là tương lai sau này của công ty mình sẽ thành công. Thôi được rồi, nhưng mà em phải nhớ, nhớ lời chị dặn là phải hết sức khéo léo và cẩn thận trong từng mối quan hệ nghe chứ. Dạ, chị cứ yên tâm, em sẽ làm tốt mà. Anh ơi, cái máy. Trả cái máy cho tôi. Trả đây.
trả lại cho tôi, trả cho tôi, anh ơi trả cái máy lại cho tôi. Anh ơi, anh ơi, làm ơn trả cái máy lại cho tôi đi anh. Mày làm việc cho ai? Ai kêu mày giở trò này? Tôi chỉ là phóng viên thôi. Nè. Nói, mày làm gì cho ai? Ai kêu mày làm chuyện này? Hả? Tôi không làm việc cho ai hết. Tự tôi tìm tới đây thôi. Ai báo cho ông biết buổi gặp gỡ ngày hôm nay để mày tới chụp hình? Không có. Không ai báo hết, tự tôi biết tôi tới thôi. Trời, cần câu cơm của tôi. Tại sao anh đập nó? Mày tìm cái này phải không? Anh, tao bảo cho mày biết, lần này tao cảnh cáo, còn nếu như để lần sau tao thấy mày nữa thì lúc đó mày đừng có mà trách tao. Có lần sau nữa. Nhớ cho kỹ đó. Thằng này là phóng viên ảnh của một tờ báo online lá cải, chuyên viết bài tạo scandal cho mấy em mông to ngực bự. Vấn đề làm sao nó biết cuộc hẹn của em để rình mò chứ? Theo tôi thấy có hai khả năng xảy ra. Một là người phóng viên đó đang theo dõi cô diễn viên. Hai là được cô diễn viên đó báo trước để lén lút chụp hình bà. Giả thiết thứ hai có vẻ hợp lý hơn, bởi vì thằng phóng viên đó là nhà báo ruột của con nhỏ này mà. Con nhỏ này, ngay buổi đầu tiên gặp mà dám giở trò rồi. Em làm gì vậy? Gọi điện cảnh cáo nó. Không. Sao lại không? Theo tôi thấy, bà đừng có gọi, bởi vì bây giờ mọi người đang chơi trò nhắn tin và ghi âm những cuộc hội thoại, nhưng khi mít lòng thì tung lên mạng. Nghe rõ chưa? Alo, em hả? À, chị Đình gọi điện mời em đến biệt thự của chị, một cái biệt thự sân vườn trong thành phố này. À, sẵn tiện chị báo cho em biết là người của chị đã cảnh cáo một tay phóng viên theo đuôi em đó. À, chị cũng nghĩ là em không biết. Thôi, nói chuyện đó sau nha. Được rồi, chị sẽ nhắn tin địa chỉ và thời gian cho em. Bye em. Sao? Muốn khoe bài ca xấu với nó à? Phải. Sẵn tiện em mời anh em họ Trương của anh luôn. Anh yên tâm đi, sau vụ chặt tay thằng Hào thì thằng Lâm, thằng Vĩnh đã rút kinh nghiệm, không dám giỡn mặt với anh. À, anh Hùng, cha vợ chồng mình đâu? Anh kia, mày thắc mắc chuyện gì mà nhíu mày dương mắt ra nhìn vậy? Cái hạng như mày, chỉ cần giao việc gì làm xong việc đó là tốt nhất, đừng thắc mắc, không tốt đâu. Tôi hiểu mà, với lại tôi cũng không muốn biết những việc không nên biết. Tôi xin phép ra ngoài trước, có gì ông bà cứ gọi. Em thấy nó được đó, dùng tay chân của nó gắn vô cái đầu của anh. Em thì ai cũng thấy được, cho tới khi xảy ra chuyện. Thì mối quan hệ nào cũng được dựa trên xương máu để bù đắp mà. Em chỉ cần biết lúc này ông Trùm đang cần thêm tay chân, đúng không? Xuống đi uống vài ly đi Hào ơi. Nè, uống đi.
chúc mừng thằng Kiệt đã gặp mình trong lúc chán nản như vậy. Và sẵn đây chúc mừng luôn một đám đàn ông phải núp ví một con đàn bà. Thật ra thì tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà Ali nói quá cho nên tôi phải nhận lời thôi. Mày chỉ cần ở yên bên đó là có lợi cho tụi tao rồi. Mày nhìn đi, nhờ cố đại ca cho nên tao mới được như vậy. Ông anh hôm nay đào ngũ à? Tôi tưởng là đang nhận chức trấn giữ biên giới để vận chuyển hàng chứ. Mày không nói, tao không nói, hai thằng anh tao không nói, ai mà dám nói chứ. Nhưng lỡ ông Trùm biết thì... Ngày mai nó về biên giới rồi, bữa nay cho nó chơi thả ra một bữa đi. Có chuyện gì vậy anh? Đôi khi tao muốn bắn vài viên vào đầu của con, rồi đá nước của tao. Ông nhìn đi, đây không phải là con hồng. Nếu mà là con hồng cho một băng mới đúng. Con mua hồng nó tác động tới ông hồn rất ghê gớm, càng ngày ông hồn càng nghe lời nó một cách trăm trách. Đúng rồi, tự nhiên một đám đàn ông lại dưới cơ một con đàn bà mới tức chứ. Sao mẹ còn muốn đòi hỏi gì nữa? Đòi hỏi thì em không dám anh. Công việc ổn định, ông bà chủ đối xử tốt, nhưng mà thú thật em không thích công việc như vậy. Ở lâu cũng có chuyện lại chuyện lọ, mẹ không thích cũng phải thích nghi chứ. Nhưng mà làm như vậy thì biết bao giờ em mới được gặp ông Trùm. Chuyện gì cũng phải từ từ. Làm sao mà từ từ được? Những ngày làm việc vừa qua, em biết bà chả có liên quan gì tới ông Trùm cả. Bà chỉ chịu mua rồi moi tiền của ông Trùm về cho hai vợ chồng bà ấy thôi. Ai nói cho mẹ nghe chuyện lắm? Cần gì ai phải nói, em làm việc đó em nhìn thấy rõ được còn gì nữa. Thôi bây giờ đừng khuyên em nữa, ngày mai em sẽ gặp bà, em sẽ nói chuyện. Cùng lắm là về giường thôi có gì đâu, làm công việc đó chán lắm. Lan yên lan lành, mẹ muốn sóng gió hả mày? Em đã nói với anh rồi, nhưng mà em thắc mắc một điều là không hiểu tại sao anh lại bình thản như vậy được. Hay là có những chuyện anh biết mà em chưa biết? Tao cũng không biết, nhưng ông anh tao nói sao thì tao làm vậy. Mọi chuyện được có lo. Không lo làm sao được. Anh có biết là cái tụi nhỏ ngoài kia nó chửi anh như thế nào không? Nó nói xấu anh thế nào không? Nó biểu anh á là bám váy đàn bà, chả làm được cái gì cả. Rồi còn lo nói tao tặng tiểu với bà chứ gì. Thì đó, bây giờ tới lượt em nữa đây nè. Anh nghe thấy chướng tai không? Mày có lũ xước bẻ cổ hết những thằng nói xấu mày không? Anh nói vậy thì em thua rồi. Nói tóm lại, bây giờ mày gặp bà mày nói chuyện, tao chỉ khuyên mày một câu láng giá nhất bây giờ. Lo là việc mày làm cho bà Hồng là con lượng gắn nhất để mày gặp mặt ông Trùm. Nó tới rồi ạ. Nó muốn gì á thì cứ để nó nói với anh từ đầu. Chào ông bà. Cậu ngồi đi. Làm việc được mấy tuần, cậu thấy sao? Hơi chán. Nghe nói cậu rất thích lăn lộn cống hiến để được diện với ông Trùm. Phải, công việc của tôi hiện giờ tại đây hơi đơn giản, vậy thì hơi phí tài năng rồi đó. A Lý nói quả không sai mà, nhưng tại sao cậu lại muốn trực tiếp gặp mặt đại ca vậy? Không phải tôi muốn trực tiếp gặp mặt,
mà tôi muốn làm việc trực tiếp với đại ca Hùng. Bởi vì trên đời này tôi chỉ nể một mình anh Hùng thôi. Nếu cậu tự tin như vậy thì phải chứng minh cho chúng tôi thấy. Có nghĩa là tôi phải giết ông bà thì lúc đó mới chứng tỏ gan của tôi. Mày ngon. Nhưng báo cho mày biết, nếu như vợ chồng tao có chuyện gì thì mày cũng đừng mong gặp được Trương Hùng. Vậy thì tôi sẽ phải làm gì? Sinh nhật của anh Hùng sắp đến, chúng tôi muốn tặng quà cho anh. Vụ này phải làm cho gọn gàng và sạch sẽ. Giết ai hả? Nếu cần phải giết người thì tụi tao đâu cần tới mày. Có thông tin là mẹ con Trương Hoa vừa về Việt Nam sau một thời gian lưu lạc ở xứ người, và hai người có một âm mưu gì đó muốn làm dơ danh ông Trùm trong buổi sinh nhật của ông. Nhiệm vụ của tôi là cậu điều tra xem mẹ con nó có âm mưu gì và tìm cách ngăn chặn âm mưu đó. Vậy sao không xử luôn đi cho nó gọn? Nếu cần giết chúng á thì chúng tôi đâu cần mất công cho trách gì, và cũng không muốn phí phạm tài năng và thời gian của mày. Thôi được rồi, coi như đây là thử thách đầu tiên mà ông bà giao cho tôi. Tôi nhận lời. Tôi đi làm việc đây. Em hy vọng lần này nó sẽ làm nên đại sự, cho chúng ta đỡ mất công quản lý. Mà anh tính cho nó gặp đại ca trong sinh nhật thiệt hả? Cho nó gặp mặt Trương Hùng sao? Để anh suy nghĩ đã. Cũng có thể là anh sẽ nói ra bí mật của Trương Hùng cho ba ông họ Trương biết luôn. Có cần thiết như vậy không anh? Cần chứ. Bởi vì đại ca Trương Hùng đâu thể để cho hồng nhan tri kỷ của ổng chịu thiệt thòi hoài được. Đứng lại mày! Chạy mày! Mày có biết đây là hàng mới giá gấp đầu không mày? Sao cũng được, đưa đi cho tao. Tao đến luôn cái mới là 9 triệu, đợt trước mày còn chưa trả nữa, chưa tính tiền lãi nha mày. Để tao trả sao? Chạy hả mày? Tính ăn giật hả? Đập cho mày chết. Dừa hả mày? Công ta đòi lấy hàng mới hả? Nhà tao bán rồi, tụi bay đừng có giết tao. Tụi bay mà giết tao là tụi bay mất trắng luôn á. Tao đi nè. Mày là thằng nào? Thằng Kiệt chứ ai. Thằng Kiệt nào? Bộ con không nhớ cái người tài xế đã tha cho mẹ con mình bỏ trốn đó sao? Không có nhớ thằng Kiệt nào hết. Không có nhớ thằng tài xế nào hết. Không có nhớ thằng nào hết. Con! Thôi, đừng hỏi nó nữa. Nó đang phê thuốc đó. Bà cầm lấy đi. Mỗi ngày cho nó 2 cử. Mỗi cử liều lượng vừa phải thôi. Không thôi nó sốc thuốc chết đó. Tôi không ngờ cuộc đời của mẹ con tôi lại ra nông nỗi này. Cuộc đời là như vậy đó, lúc lên voi lúc xuống chó là chuyện bình thường thôi. Bà đừng có suy nghĩ nhiều. Nói thiệt với cậu, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tưởng tượng là cuộc đời tôi lại phải nhục nhã như vậy. Mà tất cả cũng tại vì thằng Trương Hùng. Mà sao cậu lại tới đây? Có người báo tin cho tôi biết. Bà yên tâm đi, tôi không làm hại hai mẹ con bà đâu. Tôi biết. Nếu như cậu muốn thì mẹ con tôi đã chết từ lâu rồi, chứ đâu còn sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà giang hồ cũng nhại tin thiệt chứ. Hai mẹ con bà đã sang tận cam rồi,
Tại sao còn quay trở về đây để làm gì? Sống ở bên đó tôi không thua gì một con chó. Khi mà mình có tiền á, thì tất cả mọi người đều xúm xích chung quanh mình, moi tiền mình. Đến khi hết tiền, tất cả đều ngoảnh mặt quay lưng. Thằng Hải lại nghiện ngập nữa đúng không? Thì đó. Bà thử biết Ali sẽ tìm cách giết hai mẹ con bà, vậy tại sao còn dám ngang nhiên trở về đây? Thì quẩn quá tôi phải làm liều thôi. Nhưng tôi đã có kế hoạch hết rồi. Kế hoạch gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Biết đâu tôi có thể giúp được bà thì sao? Thật ra tôi muốn vạch mặt Trương Hùng ngay trong bữa tiệc sinh nhật của nó. Trương Hùng không phải là con ruột của dòng họ Trương. Nó chỉ là đứa con quan của mẹ nó với ai đó, rồi giả danh để lọt vào gia đình họ Trương này. Cậu thử nghĩ đi, nếu là ruột thịt với nhau thì có ai lạnh lùng với anh em như nó hay không? Cậu thử nhìn từ trên xuống dưới đi, xem nó có cộng lông nào giống với anh em nhà họ Trương không. Tôi chưa từng gặp ông, nhưng tại sao bà biết Trương Hùng không có máu mủ với dòng họ Trương? Biết chứ. Nếu không muốn ai biết thì tốt nhất không nên làm. Người Việt có câu, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Không ai tin những gì bà nói đâu. Phải tin chứ. Rồi ba anh em nhà họ Trương sẽ phải cảm ơn bà cô này. Họ sẽ nghĩ tới chuyện phải cưu mang mẹ con tôi, hoặc ít nhất á, họ phải cho tôi một số tiền để tôi an hưởng tuổi già chứ. Như vậy là bà phải chứng minh được gốc tích của Trương Hùng. Đúng, tôi có nhân chứng vật chứng hẳn hoi. Nhưng bữa tiệc sinh nhật hôm đó sẽ được canh chừng hết sức là cẩn mật, làm sao bà lọt vô được? Có người hứa giúp tôi rồi, cậu không cần phải lo. Nếu như vậy, bà phải hết sức cẩn thận. Nếu không, Trương Hùng sẽ không tha mạng cho hai mẹ con của bà đâu. Coi như tôi chơi bài nữa với nó lần cuối cùng. Cuộc đời tôi á đã mất hết rồi còn gì. À, Kiệt, tụi mày lì trước liền. Dạ. Tao nghe nói là bà Hồng giao việc cho mày vô phải không? Dạ rồi anh, theo dõi mẹ con bà qua đó. Trời, mẹ con nói dám chắc mặt gì lấy à? Bà đó muốn vạch mặt ông Hùng trong dịp sinh nhật tới. Vạch mặt chuyện gì? Anh nghĩ sao nếu ông Hùng không phải con ruột nhà họ Trương? Bà Hoa nói ông Hùng là con rơi của ai đó trà trộn vào gia đình nhà họ Trương để chia đôi tài sản. Bà có vẻ rất tự tin, hình như là có bằng chứng trong tay. Em nghĩ chuyện đó thì cũng không quá khó khăn, bởi vì một khi xác định ADN thì sẽ lòi ra ngay thôi. Nhưng vấn đề em quan tâm là nếu như đúng sự thật bà Hoa nói thì lúc đó mình xử lý như thế nào? Nếu là đúng như vậy thì cũng chẳng sao. Sao lại không sao? Thế lực của ông Hùng bây giờ mạnh lắm, cho dù ông là con của ai đi nữa cũng không thằng nào dám chống lên ông lo. Ba anh em Lâm Vĩnh Hào dễ gì lúc đó để cho ông làm đại ca nữa. Không có ba thằng lo thì kiếm ba thằng khác, chỉ có liều là kiểm soát kỹ một chút thôi. Với lại xưa lai ông Hùng lâu có tin ai tuyệt lối lòng. Ai không sợ ba anh em họ Trương đó làm phản sao? Cũng có thể. Nhưng mà mày cứ dính với bà Hồng, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. À, mẹ báo chuyện lại cho bà biết chưa? Dạ chưa, em mới biết tin, báo cho anh trước. Thôi, mày về đi, làm những chuyện bà giao, tao còn phải ly giao hàng cho kịp. Dạ. Sao, thấy bộ thơ mới tao đã không? Đã, nhưng mà chỉ tội nghiệp cho tụi bán bảo hiểm thôi. Mày lo bò trắng răng, biết một năm tao đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm không mày? Nè, cái gì vậy? Hàng chính hiệu của Cuba đó, coi như tao ngưỡng mộ mày.
Anh đang có chuyện gì mà có vẻ đắc ý quá? Hôm bữa tôi nghe tụi nhỏ nó nói mày bắn nát một sao lông của con Hồng, tao khoái lắm. Mới nào rảnh á, tao mời mày đi ăn. Mẹ cái thằng khốn nó tự nhiên nó nghi em là cảnh sát chìm. Mày là con hiền đó, gặp tao hả? Tao bắn nát cái nhà nó, bắn luôn cái bầy chó của nó nữa. Em đang căng lắm đây, có chuyện này nói ra sợ anh đang mệt mỏi không muốn nghe. Có gì nói đi, nhìn mặt như tao bón vậy. Con Hồng làm khó mày hả? Không phải chuyện đó, nhưng mà chuyện này cũng hơi tế nhị. Nhưng mà em nghĩ là phải hỏi anh. Cái thằng đàn ông con trai có gì thì nói thẳng ra, mày cứ vòng vo vậy làm gì? Không nói tao đã lọt xe bây giờ. Ông Hùng không phải là anh em ruột của anh đúng không? Chà, tào lao, theo tụi tao bao nhiêu năm rồi, hỏi mấy câu vớ vẩn vậy. Bình thường không ai nói ra, nhưng mà ai cũng biết thằng Hùng là con riêng của ba tao. Nghe nói là ổng với dì hai về nhà anh lúc 5 tuổi à? Nó là con riêng của ba tao với con vợ bé của ổng. Mà chuyện đó xưa rồi, mày hỏi làm chi? Ổng với bà Hoa không liên quan gì tới nhau à? Má của nó với bà Hoa không có hợp nhau, gặp nhau như chó với mèo, cắn nhau hoài chán lắm. Vậy bà cô của anh có nắm thóp của ông Hùng không? Mày là công an hả? Cái gì nữa đây? Ngay cả bản thân anh cũng nghĩ em là cảnh sát chìm hả? Chứ còn gì nữa? Nãy giờ mày điều tra tao giống như công an điều tra tội phạm vậy. Thì em đã nói ngay từ đầu rồi, em đang tò mò nên em hỏi thôi. Mày có tin gì của bà cô tao không? Có. Hai mẹ con bà hiện đang ở thành phố. Thằng con đang nghiện nặng lắm rồi. Còn bà thì đang rất là nghèo túng. Nhưng mà liên quan gì tới thằng Hùng? Em đã nói rồi, chuyện rất tế nhị, em không nói đâu. Lên xe tao chở về. Có chắc không? Chắc. Bà Hoa rất là tin tưởng, nhưng mà tôi sẽ tìm hiểu xem mày có nắm thêm được nhân chứng, vật chứng nào nữa không. Để tôi xem bà ta sẽ làm được gì. Bà cũng biết bói toán sao? Biết chút ít. Cậu muốn không? Tôi coi cho cậu một quẻ. Không, cảm ơn. Tôi không tin mấy chuyện tào lao này. Tôi chỉ đùa chút xíu thôi mà xanh mặt rồi. Tôi chỉ đang học hỏi thôi. Chứ nếu biết coi á thì đâu yêu cầu cậu theo dõi bà ta. Tôi sẽ phá mưu đó của bà Hoa. Có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho bà biết. Được. Nhưng mà cậu phải trung thực một chút. Đừng nói với tôi là cậu không tin vào bói toán. Tôi nói thật mà. Trong giới giang hồ này không có người nào mà không tin vào số phận. Anh nằm lên nha. Chết.
Ơi, quay qua đây. Quay qua đây đi mà. Có chuyện gì mà mặt biết sĩ vậy? Mem này có đủ tuổi chưa? Không biết nữa. Nhưng mà nghe nói là cà tơ đó. Bầu xô gửi mấy em qua đây. Nói là giờ em chết rồi. Ngày mai mượn hồ bơi này để mà chụp hình làm bị báo gì đó. Cẩn thận đó, có ngại ở tù quan nghe mày. Anh khéo lo. Ai mà dám đụng với thằng này chứ. Nghe nói anh đang vui với chiếc xe mới của anh hả? Đứa nào làm trầy của anh à? Ngày mai sinh nhật thằng Hùng. Thì mẹ nó, quan tâm làm gì? Dù nó mời tôi cũng không đi. Thằng Hào càng không. Anh em gì với thằng đó, tôi cũng quan. Mày nghĩ sao? Nếu nó không phải là con ruột của ba. Anh nói cái gì? Sao anh biết? Cái này á, phải đi hỏi bà Hoa. Bà Hoa bà đang đi Campuchia mà. Mới về rồi. Nghe nói hết tiền. Thằng con bà bị nghiện nặng lắm. Như vậy ý anh là bà Hoa biết chuyện thằng Hùng không phải là con ruột của bà. Ừ, tôi đoán vậy. Nè, định làm gì đó? Chuyện này anh đã giao cho tôi. Có làm gì làm, cũng nhẹ tay thôi. Dù gì á, cũng là má mũ trong nhà nghe. Yên tâm đi, tôi không phải thằng súc sinh nữa đâu. Con ơi, khốn nạn, tụi bay làm gì con tao? Mày im đi, chúng tụi đến đây chỉ nhỏ nhẹ với bà thôi. Tụi bay muốn cái gì? Tao nói rồi, tao thiếu tiền tụi bay á, thì từ từ tao trả. Tụi bay đừng có đến đây pha mẹ của tao. Tụi bay muốn cái gì? Muốn cái gì? Có người không muốn ra mặt nhờ tôi đưa bà cái này. Ba anh em nhà họ Trương phải không? Tao muốn nói chuyện với tụi nó. Buông ra. Mày là đệ tử của thằng nào? Móc điện thoại ra cho tao nói chuyện với nó. Thè lên. Buông con tao ra. Bỏ tao ra. Alo, em đây. Bà muốn nói chuyện với anh. Đưa đây. Alo, thằng nào đó? Thôi được rồi, mày là thằng nào cũng được. Là cô đây. Cô về đây á là để tìm lại công bằng cho tụi bay. Hãy nghĩ tới cái cách cái thằng súc sinh nó đối xử với ba anh em tụi bay như thế nào thì sẽ rõ nguồn gốc của nó là ai. Nè, có thật như vậy không? Bà tự tin lắm. Nói là có bằng chứng hẳn hoi. Chỉ cần xét nghiệm ADN là biết thôi. Nhưng mà không biết thằng chó đó nó có cho xét nghiệm không. Nếu mà nó không cho cũng cung cấp thôi. Má nữa, hèn chi nó đối xử với anh em tụi mình giống như là người dưng nước lã. Tao không ngờ nó dám chặt luôn cổ tay của thằng Hào. Em nghĩ chuyện của anh năm xưa chắc chắn là do nó chủ mưu rồi. Cũng chưa biết được nó có phải là con ruột của ba hay không. Nè, anh còn bính với nó hả? Mày bình tĩnh đi, mày thử nghĩ coi. Bây giờ đang nghi năng lành chỉ vì một tin đồn thôi mà mày. Nhưng mà nó có xem mình là anh em không? Mày gọi cho ai đó? Thằng Hào. Chính Đúc. Hỏi thằng Mộc Vé. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Chạy nè, đi mày. Nè, bên ngoài nè. Alo, nghe gì ca? Vài tuần nữa sắp xếp về đây với tao, nghe chưa? Biết rồi, xin như thằng chó đó chứ gì. Tôi đách về đó. Bình tĩnh, về đây đi. Có phim hay cho mày xem đó. Chuyện gì vậy? Thì chuyện gì ông nói mẹ nó ra đi. Mày cứ muốn xử cái thằng chặt cánh tay của mày không? Đương nhiên là tôi muốn xử rồi. Không làm gì được nó. Mày muốn làm gì nó thì cứ về đúng ngày đó. Có người đã nắm gáy nó rồi, biết chưa? Rồi rồi, được rồi. Chắc chắn nó sẽ về. Ha 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 ha.
Anh ơi, chuyện căng đến thế này mà anh còn cười được hay sao? Gì vậy anh? Em sao vậy? Có nhớ bác sĩ thẩm mỹ nói gì không? Liên quan gì đến ông bác sĩ đó chứ? Liên quan chứ. Bác sĩ thẩm mỹ nói là đừng căng thẳng quá, căng thẳng quá sẽ mau già đó. Em đang lo muốn chết đi nè. Cứ tưởng tượng cái cảnh bà già đó đứng trước mọi người rồi nói anh là đồ con quan, em tức không chịu nổi. Sao mà anh còn nhỡ nhơ cười được vậy? Hay là Trương Hùng là con ruột nhà họ Trương nên cây ngay không sợ chết đứng? Nhưng mà nói gì đi nữa mình cũng phải có chứng cứ. Đúng, cho dù có muốn nói gì đi nữa cũng phải có chứng cứ. Cho nên không có chứng cứ thì bà cô già đó có nói chuyện tại đình đi nữa cũng không có ai tin đâu. Ý anh là... Em hiểu mà, em hiểu mà. À, thì ra thằng Kiệt đang tìm hiểu xem chứng cứ và những điều gì làm cho bà ta tự tin đến như vậy. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Có chuyện khác nữa hay sao? Ba cái ông đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia nhất định sẽ nhân chuyện này mà làm cho lớn chuyện ra. Thực sự là em không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn đâu. Yên tâm, không có chuyện đó đâu. Anh định diệt chúng từ trong trứng nước ra hả? Đúng. Anh muốn nhân cơ hội này, đại ca Trương Hùng sẽ hiểu rõ được đàn em của mình như thế nào. Đàn em hay là anh em? Ừ thì cả hai. Anh vẫn quyết định nói ra thân thế ông Trùm trong ngày quan trọng này sao? Cái đó còn tùy vào kết quả của bà cô già đó. Cái bà già này muốn chết hay sao mà dám vuốt râu Hùng? Để coi mèo nào sẽ cắn miểu nào. Làm cái gì mà như con mèo bị vô nước vậy hả? Lúc trước á, ông lên mặt với tôi lắm mà. Tôi đã nói với bà rồi, cậu Hùng là con của họ Trương. Làm sao ông biết chắc điều đó? Con mẹ của nó ngủ với ai á, rồi đẻ ra nó, làm sao ông biết được? Nhưng bà tôi tin là như vậy. Con cái nữa hả? Ông cứ binh vực mẹ con nó hoài vậy đó hả? Tụi bay lôi ông vô trọng đánh ông cho tao. Sai lầm. Bà đâu có bằng chứng gì về công tích của thằng Hùng đâu. Nhưng mà rõ ràng bà rất tự tin mà. Mày thấy đó. Khai chưa? Đánh nữa. Đừng đánh đi, đừng có đánh nữa. Tụi con phải tin cô. Ông già này nè, ông cứ nói càng binh vực mẹ con nó. Nếu cần á, cứ bắt vợ con ông sẽ khai hết. Làm như vậy chẳng khác nào ép cung ông. Vậy chứ còn cách nào khác nữa đâu. Không được, nếu là ông có chuyện gì á, con chưa nói gánh không nổi đâu. Nhưng nếu mọi việc trôi chảy thì tụi con sẽ không bị thằng cha đó đè đầu cởi cổ. Ít nhất á, thì tụi con có tiếng nói ngang hàng với nó. Tụi con yên tâm đi, để đó cô lo. Quánh ông cho tao. Khai chưa? Mày tính sao? Em nghĩ mình không nên đồng lõi với bà này, mất công liên lụy. Nhưng mà bây giờ anh em mình cũng không thể bỏ rơi bà trong lúc này được. Ý của mày là gì? Là mình sẽ giao tiền chỉ lính cho bà quyết định hết. Không khai phải không? Có chuyện gì xảy ra bà tự chịu trách nhiệm lắm. Hay đó, tao khoái ý này đó. Nếu như kế hoạch thành công thì tốt cho mình, còn nếu như không được gì thì cũng chả ảnh hưởng gì đến anh em mình hết. Thằng Hùng nó sẽ không trả thù và bắt mẹ là mình lật đổ ngôi vị của nó. Được, cứ vậy mà làm đi. Cô Hoa. Sau khi hai anh em còn thống nhất với nhau, bây giờ đành phải làm phiền tới cô. Giao mọi quyền quyết định cho cô quyết định hết. Yên tâm,
cô sẽ đòi công bằng lại cho tụi con. Bây giờ cô muốn gì á thì cô cứ tự nhiên mà làm. Cô cứ an tâm, tụi con sẽ hỗ trợ cho cô hết. Cô cần tiền hay lính, cô cứ việc nói, tụi con sẽ cung cấp cho cô. Sắp tới con với thằng Lâm bận nhiều vụ vô hàng lắm, không có thời gian để làm. Cô tự lo hết nha. Yên tâm, cô quyết định hết đi. Có chuyện gì á cô kêu tụi nó báo con biết. Còn tụi bay ở lại đây phụ với cô Hoa, tuyệt đối không được cãi lại lời của cô Hoa. Có chuyện gì gọi tao biết, biết chưa? Con đi nha cô. Cô đi. Dạ em nghe anh. Sao giờ mày? Anh có nghe nói gì về lão Phúc không? Ông già cu lê rồi, sao dính vô lại? Bà qua bắt ông rồi, bây giờ bà bắt ông khai ra chứng cứ để chống lại ông Hùng đó. Rồi ông nói sao? Thì ông nói là ông Hùng là con ruột của nhà họ Trương. Nếu ông nói vậy thì mày kệ bà qua liền. Ủa, ông lại mà có tiếng nói dữ vậy? Ông là tâm phúc của ông Hùng. Ngày xưa ông cưu mang mẹ con ông Hùng trước khi về với nhà họ Trương. Được rồi. Nhưng mà nếu như ông nói dối thì sao? Không lâu, từ khi mẹ con ông Hùng về với nhà họ Trương, ông có ly theo. Ông lượt lão Trương trọng thương hậu hĩnh lắm. Sau khi mẹ ông Hùng mất, ông cáo bệnh về quê và không nhận bất cứ lễ vật nào. Tiền mà ông không nhận sao? Đúng. Gia đình ông cũng buôn bán nhỏ, cũng tạm gọi là lũ sông nên không cần tiền. Mấy đứa lên xe đi, làm đúng kế hoạch nha. Dạ, dạ. Không được chậm trễ, nhanh lên. Dạ dạ thôi, chút nữa em gọi lại sau nha. Sơn, chạy theo xe 16 chỗ. Ôi, ôi, lôi nó đi. Đi, con làm gì vậy? Đi, đứng dậy. Đi, nhanh lên. Nè, con làm gì vậy? Bỏ ra. Nè, trời ơi, bỏ ra. Làm gì vậy? Mày kể tao. Mày kẻ tao. Ngồi xuống. Tụi bay giết hết cả nhà tao đi. Tao đi xuống dưới trước. Bình tĩnh đi, có gì được từ từ nói. Tao không còn gì để nói với tụi bay nữa. Tụi bay phải chuẩn bị để ăn nói với đại ca Hùng đi. Tôi là người của đại ca Hùng đây. Tôi đã tìm cách giúp ông, nhưng trước tiên ông phải giúp tôi đi đã. Cá mẹ một đứa mà. Không, tôi là người của Trương Hùng thật mà. Tôi đã tìm cách giúp ông, hãy cho tôi biết âm mưu của bà Hoa là gì. Tôi làm gì nên tội mà gặp phải bà già này? Bà ấy làm gì ông? Mà tại sao bà ấy lại phải uy hiếp Trương Hùng? Trương Hùng là con của một người ca kỹ, được người khách sợp nhất bao riêng. Khi bà ta mang thai thì người khách đó cũng bận việc riêng rồi biến mất. Tới khi ông khách trở về biết chuyện thì Trương Hùng cũng đã là cậu bé 6 tuổi. Dạ em chào chị. Ui, thằng này mặc đồ thấy ghê quá à. Con ngửi thú quắc rồi anh hai, đừng có lại gần nó anh hai. Dạ em chào chị. Ở được gần tháng rồi, cô thấy thế nào? Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Được ở mà không lo cơm ba bữa mỗi ngày là phước đức của mẹ con em nhiều lắm rồi. Biết vậy là tốt rồi. Lão gia cũng rất đồng ý với tôi.
khi để cô sống cách ly ở đây một mình. Căn bệnh phổi mãn tính này rất nguy hiểm, tôi nghe nói có thể lây lan nên mới cách ly cô ra. Nhưng mà chị ơi, tôi nhớ thằng Hùng lắm. Chị cho tôi một tuần tôi gặp nó một lần được không chị? Gặp nó làm gì? Rồi cô lây bệnh cho nó, nó lây bệnh cho con của tôi. Sao mà cô ác quá vậy hả? Em không có đâu chị, em xin chị mà. Em hứa em chỉ gặp nó một lần thôi mà chị. Không có gặp gì hết á. Chị ơi, em quy xuống đây em xin chị. Ra đi, không có được. Cô muốn lo nó đi chết chung với cô hả? Em không có mà. Cô là mẹ sao cô ác quá vậy hả? Lỡ chị... ra không có tha thứ cho tôi đâu. Chị, mày làm sao? Tao lượm trong thùng rác. Mày lượm trong thùng rác hả? Mày lượm trong thùng rác cũng là của tao. Tại vì nhà này là nhà tao. Nhưng tao lượm trong thùng rác mà. Ai cho mày đánh em tao? Tao không có đánh. Mày xạo mày. Tao có đánh. Ừ. Tao có đánh mà. Trả xe cho em tao. Tao có đánh. Bắn nó đi, trả nó đen thành người xấu luôn. Biến như mày. Biến vô. Mày biến vô. Biến khỏi nhà tao. Cũng không ngờ ông trở thành con người xấu thật. Hoàn cảnh tạo nên tính cách con người, tất cả là do số phận đưa đẩy. Cũng không thể nói như vậy được. Nếu như số chúng ta giết người mà chúng ta không giết người thì đâu phải đi tù, đâu phải dằn vặt lương tâm đâu. Không, số nó vậy là phải như vậy. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều ông à. Nói cho vui miệng thôi, chứ ông Nguyễn Du nếu thắng được số phận thì hơi đâu mà giết Truyện Kiều than thở qua gầy chứ. Sao ông nói như vậy được? Kẻ xấu không bao giờ có kết cục tốt, cho dù có gặp thời thế nào đi chăng nữa. Ừ, hết thời rồi thì còn nói làm gì nữa. Nhưng tôi không biết vì sao mà suốt đời tôi bị mang họa với dòng họ này. Ông yên tâm đi, tôi sẽ lo cho gia đình ông an toàn. Đó là lời hứa của đại ca Hùng và những ông trùm trên cao. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Ông yên tâm, hãy làm theo những gì bà Hoa nói. Còn tất cả mọi chuyện tôi sẽ lo hết. Còn vài ngày nữa đến sinh nhật của tên Trương Hùng phải không? Làm sao anh biết? Nội gián từ phía Interpol chia sẻ cho mình đó. Làm gì mà có thông tin nhanh hơn các em luôn vậy? Kỳ này sẽ bắt hắn tại trận. Anh đã có kế hoạch rồi à? Ừ. Cho dù thằng Trương Hùng có cánh cũng không thoát được. Bên hải quan hàng không, đường bộ, kể cả đường thủy đang tập trung cao độ. Anh nghĩ là Trương Hùng sẽ từ nước ngoài về Việt Nam. Đúng vậy. Cho nên anh muốn xác minh lại địa điểm tổ chức sinh nhật. Có đúng là địa chỉ này không? Đúng là địa chỉ này rồi. Nhưng mà chắc gì Trương Hùng xuất hiện. Tại sao không? Là sinh nhật của hắn. Chẳng lẽ cả đám tổ chức rồi đưa hình nhân thế mạng vào à? Anh còn nhớ vụ bà cô muốn lật tẩy hắn về cái vụ con rơi con rớt đó mà. Chính vì vậy mình phải nên chắc chắn thằng Trung sẽ có mặt ở đó. Em thì không nghĩ vậy. Thằng Trương Hùng đa nghi và quỷ quyệt lắm. Em nói gì phải có cơ sở. Nếu chỉ dựa vào suy đoán thì không thể nào ngăn được bố ráp này đâu. Kế hoạch tôi đã triển khai, các đồng chí nắm rõ chưa? Các đồng chí coi lại sơ đồ lần cuối. Chúng ta kết thúc tại đây, bắt trọn ổ bọn chúng luôn. Ưu tiên bắt Trương Hùng trước. Các đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Anh ấy đã phải đánh đổi quá nhiều, kể cả liều mạng để có được ngày hôm nay. Tao không dễ gì để tụi bay thao túng như vậy đâu. Bụng đến Trương Hùng, tụi bay chỉ còn một con đường là chết mà thôi. Đi thôi.
Anh chạy đi em. Sao lần nào em gặp anh cũng te tua vậy? Có thằng nó báo công an, bố ráp anh, mẹ nó trở tay không kịp. Lại bị phản nữa hả? Phải, cứ lên được một chút thì con đứa chiếm quyền, mà trong khi mình mang nó về từ lúc nó không biết cầm dao nữa. Cái xứ này là vậy đó, hội tam hoàng qua đây cũng về tay không. Nó nói giang hồ xứ mình chơi không vô. Cũng ba thứ rùi bu chứ gì. Phải, tụi gan tơ mỹ cũng vậy, nó nói giang hồ xứ mình không lên tầm cà teo. Phải có cách gì chứ, chẳng lẽ bó tay chịu thua. Muốn gì thì mình phải chờ thời, thiên thời địa lợi nhân hòa, mà bây giờ anh không có gì hết á. Chờ, chẳng lẽ chờ hoài sao? Chờ đến khi nào anh hô một tiếng thì cả ngàn người ủng hộ theo đuôi anh, lúc đó anh sẽ nổi tiếng. Nói vậy 10 năm nữa cũng phải đợi sao? Bao nhiêu năm cũng phải đợi, như Khương Tử Nha phải câu cá 10 năm đợi vua rước về làm tể tướng mà. Có biết giết sạch tụi nó, đứa nào lấy được tàu Trương Hùng tao cho 2 lượng vàng. Mẹ mày giả nước vậy hả? Trời ơi, ở đó nó nữa hả? Mày cứ nói là bắt anh bỏ trốn nha. Trên muốn tụi nó lên đây luộc mình nữa hay sao? Đi. Dừng tay. Mày, tao thích mày rồi đó. Mày về làm đàn em của tao đi, tao trả lương cho mày gấp đôi. Làm con mẹ mày. Anh Hùng, anh Hùng. Tỉnh rồi hả? Công nhận bộ đồ này cũng vừa ghen ha. Đồ của chồng bà, tôi bận rất vừa. Nếu thích thì vô trọng lấy hết đi, đồ trọng còn nhiều lắm. Chồng tôi chết rồi. Cái gì? Ý là bà nói tôi mặc đồ của người chết hả? Chồng tôi chết lâu rồi, ổng về thăm tôi hoài chứ gì. Sao? Ổng tin hả? Ổng nằm bên kia kìa, tôi dắt mấy người qua coi. Đây. Đó. Thấy mặt ổng chưa? Tại sao bà không chôn ổng ở trên kia mà bà chôn ở đây? Lỡ sóng biển vô cuốn xác ổng đi rồi sao? Lúc trước ổng nói ổng chết ổng nằm ở đây để giữ lại cái kỷ niệm của tôi quen với ổng. Chị thiệt là người có tình nghĩa. Thôi, để tôi giúp bà. Ừ.
đào sâu thêm chút nữa đi anh, chứ để xác phân hủy ảnh hưởng đến môi trường xung quanh lắm. Tôi đủ rồi, cát thì chỉ như vậy thôi. Thôi như vậy cũng là phước đức rồi. Tôi vô lấy khoai cho hai người ăn nha. Không biết mày mốt anh chết, anh có được chôn giống vậy không mày? Anh đừng có bi quan như vậy. Đời lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà. Tam thập nhi lập, anh đã ngoài 30 rồi. Ngoài 30 thì đã sao chứ. Nếu có số giàu á thì chỉ cần 2-3 năm. Còn nếu muốn phá sản thì chỉ cần 2-3 tháng. Mình có số hưởng thì không lo gì đâu anh. Anh sợ cái số của anh không được tốt như vậy. Anh đừng có nghĩ bậy mà. Em biết anh là người rất có tài. Từ nhỏ đến giờ em không nhìn lầm người đâu. Nè, ăn đi. Anh không ngờ có ngày anh ra nông nổi như thế này. Anh đừng bi quan như vậy mà. Anh có biết là anh may mắn thoát chết bao nhiêu vụ rồi không? Còn biết cảm ơn trời cứ than hoài. Xem lại bình thản được như vậy. Thường thôi, vì đối với em cuộc đời là hư không. Nay có, mai không. Mình không thể biết trước được chuyện gì, nên mình cứ tận hưởng. Em nói hay lắm. Hai người có muốn giữ lại cái gì để xài không? Chị, sống một mình vất vả quá chị ha. Sống một mình quen rồi, cũng may nhờ có hai người giúp. Không biết ơn này đến bao giờ tôi mới trả đây. Dạ không sao mà chị. À, chị, chị định đốt hết hả? Sao chị không giữ lại? Người đã chết rồi, giữ lại làm gì? Chị giữ lại để chị đi đem lên công an khai tử cho ổng. Từ hồi ổng tới cái đất này đâu có ai biết ổng là ai đâu. À, thôi được rồi, chị để tôi đốt giùm cho. Chị vô nhà coi cái gì cần đốt thì gom ra hết đi. Anh, giờ anh tính sao? Tính sao? Em muốn anh tính sao? Anh muốn thoát khỏi chỗ này. Anh muốn thoát khỏi chỗ này. Anh, em muốn anh đi vượt biên, khỏi xứ này. Vượt biên? Em giỡn hả? Ở đây là đất của mình, sống còn không nổi. Vượt biên làm sao mà sống? Nhưng mà ở đây mình đã quá nhiều kẻ thù rồi. Hở một chút, tụi nó kiếm chuyện với mình hoài hả? Nhưng mà ít ra còn biết đường biết bước. Ra ngoài rồi tiếng nói cũng không được, lấy cái gì mà sống? Anh muốn vinh quang mà anh lại ngại với thử thách này hay sao? Anh nghĩ lại đi, bây giờ anh chỉ là một kẻ trắng tay ngoài bên đất mới, có gì để mất đâu anh. Đây có phải là cách tốt nhất không? Không còn lựa chọn nào khác nữa. Em đi với anh nha. Không, em đi sẽ vướng bận tay chân anh. Một mình anh hành tẩu giang hồ dễ xử hơn. Em sẽ về chỗ cha để chờ tin anh. Anh nhớ cho kỹ bí quyết pha chế riêng, đó là tấm bùa hộ thân của anh đó, nhớ nha. Anh chỉ tin mỗi mình em. Thank you.
rồi mình vô trong kia. Lên, em lên. Không biết tụi nó có bao nhiêu thằng nữa. Bao nhiêu thằng cài tụi nó, quan trọng là mày có dám xông vô hay không thôi. Một mình anh Kiệt xử lý được 4 thằng rồi, lo gì. Thôi bớt chém gió đi. Nghe nè, thằng Hoàng, thằng Mẫn đi cửa trước chăm sóc 2 thằng gác cửa. Tiến theo anh bọc cửa sau giải cứu con tin. Ok anh. Ok nhớ cẩn thận. Dạ. Ừ. Dạ đi cẩn thận đó. Tôi khát nước quá, cho tôi miếng nước đi chú. Không có nước no gì hết á. Cho chị tôi miếng nước đi. Bị bỏ đói mấy ngày nay rồi, bây giờ không cho uống nước nữa thì làm sao chúng tôi chịu nổi. Cấm miệng, họ màu quá. Anh xử 2 thằng kia, chúng mày giải cứu con tin. Anh giải cứu con tin đi, 2 thằng kia em xử cho. Tụi mày làm cái trò gì vậy? Tính làm phản hả? Giờ tụi tao là lính của ông Lâm, tụi em chỉ làm theo lệnh. Mong anh thông cảm cho tụi em. Thông cảm của mẹ gì? Lệnh của ông Lâm là phải giết nó. Đi, chạy đi, nhảy lên, nhảy đi. Mày ngon mày bắn tao đi. Anh, mày cứ ngon mày bắn tao đi. Anh được em, mày bắn đi. Anh Kiệt, mày thách nó sao không thách tao? Mày khùng quá, bỏ xuống xuống. Nói nó lại, nhờ lệnh của ông Lâm, tụi bay, nhanh lên. Ê, ai chị Kiều đây? Chị Kiều đâu? Phòng của tử mà. Chị Kiều đâu? Muốn gì thì cũng phải gọi cửa một tiếng chứ. Nè, chị Kiều. Dậy. Má mày làm gì vậy? Nó đang ngủ cũng không yên với mày nữa là sao? Dậy. Tôi có chuyện muốn nói với bà nè. Nói bà nội mày. Nói cái gì cũng phải từ từ để tao hút điếu thuốc đã. Nhanh đi, lẹ đi. Đi. Mày. Anh Kiều bị bắt rồi. Anh làm gì cho bà Hồng? Bị đám ông Lâm bắt rồi. Chết. Sao căng vậy? Bây giờ kiếm cách gì giúp ảnh đây? Biết rồi, đưa tao qua ông Lý. Nè, sao nghe nói phim gì hay lắm mà, cho nên tôi về liền nè. Mày bình tĩnh đi, sẽ có phim hay cho mày xem mà. Nhưng hai đứa bay đó chỉ được làm khán giả thôi. Cứ từ từ đi, phim không hay không lấy tiền đâu. Cô qua đâu rồi, sao không thấy tâm hơi gì hết vậy? Ở trong đó với mấy bà cô già đó, còn thằng con của bà đi tới đi luôn từ sáng tới giờ để canh chừng đàn em của A Lý đó. Cái bà này cũng biết cách tổ chức quá ha.
Chứ sao, nếu bà không phải là phụ nữ, chắc chắn bà đã chia quyền cho bà từ lâu rồi. Chỉ có hai vợ chồng thằng ma xó đó là chưa thấy tới thôi. Ma xó là thằng nào? Kìa, mới nhắc là tới liền, đúng là ma ám. Ai mới nói gì ma xó đó? Ông biết gì mà ông nói? Làm bình tĩnh. Hôm nay ông Tài sẽ căng thẳng, bởi vì ông được gặp tình địch của mình. hả? Tôi quên, xin lỗi nha. Có cái gì lâu mà phải căng thẳng chứ. Tôi thấy ông Chí Tài cũng lâu có căng thẳng gì lâu. Đúng rồi. Nãy giờ mấy người họ nói cái gì tôi đâu có hiểu gì đâu. Đúng là thằng đâm thọt. Mày im đi. Mày không nói ai nói mày cầm. Alo. Rồi thằng Hùng đâu? Sao không tới đây? Không cần phải chờ ông nữa. Tại sao? Bởi vì ông Hùng đã giao quyền làm chủ bữa tiệc cho vợ chồng chúng tôi. Cái gì? Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Lỡ nói ông Hùng không phải là con của nhà hội trường, vậy thì bà có bằng chứng gì? Lão Phúc, mời Lão Phúc ra đây. Ở đây tất cả chúng ta đều biết Lão Phúc và lòng trung thành của ông ta. Lão Phúc, bây giờ tôi yêu cầu ông hãy kể tất cả sự thật thần thế của Trương Hùng cho tất cả mọi người biết. Dạ, dạ tôi sẽ nói ra thân thế của ông Hùng như ý của bà. Vậy thì ông hãy kể về cái thời gian mà mẹ của ông Trương Hùng làm kỹ nữ ở kỹ viện và đã quen biết với anh của ta như thế nào. Lúc đó bà Hai là người đẹp nhất ở đó. Ông Trương với bạn thường hay ghé qua. Từ đó về sau, ngày nào cũng ghé, nhưng chỉ được hơn một tháng thì ông bận việc gì đó, ông đi mất tiêu. Bà Hai lúc đó biết mình mang bầu, đã không nỡ bỏ đứa bé, mà còn viết thư cho ông Trương. Lúc đầu ông Trương có gửi tiền chu cấp, tiền đi lên phía Bắc ở rộng thị trường, một hai năm sau thì vắng mặt đó. Và Trương Hùng về nhà họ Trương này lúc đó chỉ mới 5 tuổi thôi, và bà Hai là mẹ của Trương Hùng bị bệnh phổi, và bà cả, tức là mẹ của ba anh em họ Trương đây, phải thay mặt cho bà ta để chăm sóc cho Trương Hùng và cách ly Trương Hùng để khỏi bị lây bệnh. Được hơn 1 năm thì bà Hai mất. Cậu Hùng ở với bà cả, còn tôi xin về quê đoàn tụ với gia đình. Đó, thấy chưa? Nếu mà như vậy thì đâu có bằng chứng gì mà nói là cậu Hùng không phải là con của ông Trương được. Nhưng ông Trương ở với bà ta có 1 tháng à. Nhiều đứa trẻ sanh non 7-8 tháng là sanh, ai biết được chuyện đó. Mấy người im đi. Cho dù sự thật như thế nào, tên lượng của mấy người lên tiếng sao? Im hết. Bộ đụng vào sợi lông nào của dòng họ hay sao mà ông nhảy cẩn lên giống như trúng nước sôi vậy hả? Ông mới là người im đó. Tất cả mọi người ở đây đều biết Trương Vĩnh bị người ta mai phục để lật úp chuyến hàng, đến nỗi lão Trương phải quất ức đột quỵ mà chết. Và nghe đồn rằng cái chuyện đó
là do Trương Hùng chủ mưu để mà xoán ngôi của anh hai mình. Thấy chưa? Chuyện này là tôi biết nè. Và gần đây nhất, nó còn chặt đứt ngón tay của thằng Hào. Thì tôi thử hỏi, nếu như là anh em ruột thịt với nhau thì nó có nhẫn tâm làm chuyện đó hay không? Sao? Mọi người thấy sao? Tụi bay suy nghĩ cho kỹ đi. Tao đã làm việc cho Trương Hùng. Họ là anh em. Nếu như có bất cứ chuyện gì thì đều có thể xí xóa được. Bởi vì họ là người nhà. Nếu như chuyện này mà để ảnh hưởng đến thanh danh ông Hùng thì ông sẽ không tha cho bất cứ một ai đâu. Tụi mày nhìn thấy gương của Trương Hào thì biết rồi đó. Muốn bị cắt ngón tay lắm hả? Nhưng nếu mấy ổng triệt được ông Hùng thì sao? Tụi mày khùng quá. Bà dì của ổng đang ép Lão Phúc nói sai sự thật. Phải đó, cha tôi nói ông Hùng đúng là con ruột của họ Trương. Đó, tụi mày nghe rõ chưa? Hên xui đi. Chuyện không muốn thì cũng đã làm rồi. Con muốn quay lại á thì cũng không được. Nghe lời tao đi, đừng để bị sỏ mũi nữa. Đúng vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi. Đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu như bây giờ tụi mày thả tao và tất cả mọi người ở đây ra thì còn có công chuộc tội, thậm chí là còn có công lớn với ông Hùng nữa. Nghe lời tao đi. Mày, mày định làm cái gì đó? Khỏi trốn cho anh Kiệt. Có chuyện gì đó? Bội mày khỏi xuống xuống hết. Nếu thật tao giết nó. Đừng có bắn. Tất cả chỉ là người nhà. A Lý nói phải theo anh, giết cỏ tận gốc, trừng trị bọn phản loạn. Dám chống đó ông Hùng? Tôi không muốn vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn này không hề muốn phản loạn, chỉ là làm theo lệnh thôi. Chuyện này không có liên quan gì tới ba ông họ Trương. Tụi nó tự động làm theo lệnh của bà Hoa. Tao là lệnh của ông Lâm, không phải sao nghe lệnh của bà Hoa. Tao không cần biết chuyện đó. Thả anh Kiệt ra. Tao lập lại một lần cuối. Tụi bay mà không bỏ súng xuống, tao sống nổi chết. Tụi bay bỏ súng xuống hết. Nếu không tôi giết hết con tin. Vô lỗi con tin ra đây. Mày bắn cái chữ kìa vậy? Cái chết ăn tụi nó bắn cho tao. Bắn chết hết luôn. Con tụi xuống mất. Mày nhận phải làm sao? Đưa thằng này ra đỡ đạn. Ra. Hả anh Kiệt ra. Như kiểu chạy đi, chạy đi. Mọi người thử nghĩ coi, thằng Trương Hùng có giống người nhà họ Trương chút xíu nào không? Đó, như vậy đó thì nó có tư cách gì, có xứng đáng để mà nắm giữ quyền kinh doanh của anh hai nó không? Không xứng đúng không? Không xứng đúng không? Vậy thì kể từ bây giờ mọi việc phải do ba anh em nhà họ Trương lo liệu mới phải. Mọi người nghĩ có đúng không?
chính xác. Vỗ tay chính xác. Vậy đi, vậy đi, vậy đi. Chúc mừng. Uống rượu. Thầy đó uống rượu. Dạ cảm ơn. Ok, chúc mừng đi. Cảm ơn. Nè, xin mời. Uống rượu đi. Giỏi lắm. Lộc, có điện thoại. Alo. Con nói sao? Cảm ơn cô nhiều lắm. Xin mọi người im lặng. Cái gì nữa? Tôi thành thật xin lỗi cậu Hùng vì đã nói sai về thân thế của cậu. Cái gì? Ông đang ăn nói hồ đồ cái gì đó? Là sao? Vì người nhà của tôi bị bà Hoa bắt để làm con tin, buộc tôi phải nói xấu ông Hùng theo ý của bà Hoa này. Cái gì? Có gì để mà nói? Bây giờ con cháu của tôi đã được an toàn rồi thì tôi không còn tiếc gì mạng già này nữa mà không nói lên sự thật của nó. Sự thật nào? Sự thật nào mà ông nói ở đây hả ông Phúc? Sự thật gì? Ông nói thử coi. Sự thật gì? Chính bà Hoa đã bắt tôi nói dối để xoán quyền cậu Hùng đó. Mẹ! Vậy là sao? Chạy mau! Nguy hiểm lắm! Trời, vậy là sao? Mẹ! Chạy đâu đi? Có gì vậy? Hoa! Sao vậy? Tại sao tụi bay dám làm như vậy? Tại sao tụi bay dám hả? Hào, tụi biết đây là hồ vẽ của tao không? Định đi Hào. Hào, tôi chết cũng đã chết rồi. Đừng có mít lòng người đang sống. Người đang sống lại. Người đang sống lại. Hả? Bình tĩnh đi. Tụi bay tất cả im lặng. Ông Hùng có lệnh sẽ giao toàn quyền quản lý cho bà Hồng trong tất cả công việc ở xứ này. Bà Hồng sẽ là người phát ngôn chính cho ông Hùng và xử lý mọi việc. Ai không nghe theo thì sẽ bị xử lý như mẹ con bà Hoa ở đây. Tụi bay ngon lắm. Mau chôn cất mẹ con bà Hoa tử tế. Nhớ làm đám tang thật lớn đó. Mọi người giải tán đi. Không cần đâu. Tuy là có hơi mạnh tay nhưng rất là hiệu quả. Chấn áp rất là triệt lễ. Vậy mới xứng danh Trương Hùng chứ. Anh, trời ơi, đừng quá ngạo mạn. Thảm quá, tội nghiệp càng quá cứng à. Càng dễ gãy. Không phải anh đã từng dạy em lạt mềm buộc chặt hay sao? Những hành động tàn bạo này chỉ sử dụng cho vai phản diện Trương Hùng thôi. Còn vai chính diện như em thì phải bắt đầu sử dụng chiêu ngọt ngào mua chuộc lòng người. Còn tôi chỉ biết liều binh chiến chiến thôi, chẳng biết gì khác. Nếu ông bà có cần gì thì gọi cho tôi. Ừ. Hai mẹ con quá. Sao tôi lại yêu cái ông này chứ? Cái đó gọi là duyên nợ. Phải, nhưng nợ nhiều hơn duyên. Vậy sao? Nhát này, tao trả cho mày.
với bốn thằng kia tập kích tao. Lần trước mày mày mang toàn chết là do có công an ở gần đó. Phải. Tao sẽ đi kiếm năm thằng bay, đi trở lại hết tất cả những vết dao đã ký gửi lên người tao. Mày muốn tao khai tụi nó ra, đừng có hòng. Không cần. Tao biết hết tụi bay. Tao sẽ đi kiếm từng thằng. Từ nay, nếu mày nhận tiền để mà ám sát tao thì tụi bay phải coi lại nha. Cọp hả? Từ nay mày đổi tên đi. Cái tên Sang Cọp của mày không có Sang đâu. Chỉ đừng có cho tao biết là muốn đòi nợ tao nghe. Mày thắng rồi. Muốn chém muốn giết thì tùy mày. Đừng nổi nhiều. Mày nói hay lắm. Tao sẽ tha cho mày. Những vết chém hôm nay coi như huề với lần trước. Và đừng bao giờ sớ rớ trước mũi làm cho tao nữa. Yeah.